trọng kính mời quý vị hướng mắt lên màn hình. Chúng ta cùng vinh danh Giám đốc miền Nam công ty Habico Nguyễn Diệp Thúy đã đạt được số tiền thưởng trong năm 2019 là 2.678.000.000 đồng. Xin được chúc mừng Nguyễn Diệp Thúy với một năm cống hiến và đồng hành. Xin được một lần nữa chúc mừng Nguyễn Diệp Thúy. Wow! Thưa quý vị, số tiền thưởng lên đến 2 tỷ 678 triệu đồng đã thuộc về giám đốc miền Nam của chúng ta, chị Nguyễn Diễm Thúy. Và cho phép chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Diễm Thúy tiến lên sân khấu cùng với ông xã của mình. Và chúng tôi cũng xin được mời các anh vệ sĩ đang bảo quản giùm chúng tôi số tiền 2 tỷ 678 triệu đồng. Xin được mời các anh tiến lên sân khấu. Anh ơi, mình phải chia sẻ niềm vui chứ, có gì đâu mà run, đúng không? Đứng trên đây rất là tất cả đầy đủ người nhà của mình, tất cả là người nhà đại gia đình Habico đang có mặt tại đây mà có gì đâu mà phải run, đúng không ạ? Nên là bây giờ là cho phép Hoàng Hải xin được hỏi cái cảm nghĩ hiện nay của anh Lê Minh Khoa như thế nào ạ? Em cũng không biết nói gì hơn, em xin cảm ơn Bác Vân Anh và Việt Anh và team của Nguyễn Diễm Thúy rất nhiều. Em xin chúc công ty Habico ngày càng phát triển hơn. Vâng, lời chúc cực kỳ ý nghĩa, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và tiếp theo cũng xin được phỏng vấn chủ nhân của số tiền tỷ hôm nay, đó chính là chị Diễm Thúy. Thì chị muốn gửi lời nhắn nhủ gì với những bạn mới bước vào Habico và chưa gặp thành công từ Habico? Xin mời chị chia sẻ. Lời đầu tiên là Thúy xin được cảm ơn tất cả các nhà phân phối, đại lý và các chi nhánh đã dành một chút thời gian để tham gia buổi tiệc ngày hôm nay của công ty Habico. Và tiếp theo đó là xin cảm ơn hai boss Văn Anh, Việt Anh đã trong suốt 5 năm qua thì em và Habico đồng hành, thì boss Văn Anh, Việt Anh đã hỗ trợ rất nhiều. Và một lời cảm ơn rất là chân thành, xin cảm ơn đến tất cả các chị em hệ thống team miền Nam đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ em hết mình. Em biết rằng trong thời gian mà đồng hành cùng với hệ thống thì không thể nào tránh được những sai sót và sai lầm của chính bản thân em đối với hệ thống. Nhưng mà em rất vui và hạnh phúc một điều rằng là tất cả các chị luôn yêu thương và luôn luôn bỏ qua và luôn luôn đồng hành cùng em. Và em xin gửi một lời cảm ơn rất chân thành tới tất cả mọi người. Và em xin nói một lời rằng em cảm ơn và em yêu thương mọi người rất là nhiều. Và để có được thành quả như ngày hôm nay riêng Thúy và đối với team miền Nam, thì Thúy xin gửi những cái lời nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng có công mài sắt thì chúng ta sẽ có ngày thành kim. Và khi mà chúng ta luôn luôn nỗ lực, cố gắng và tâm huyết đối với những gì, những người mà chúng ta luôn đồng hành và công việc mà chúng ta chọn lựa, thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công và đạt được những thành quả mà chúng ta mong muốn. Và riêng team miền Nam
hay là tất cả các chị em team Hà Vico nói chung thì đã có rất là nhiều chị em đã đạt được những thành tích rất là cao trong quá trình kinh doanh sản phẩm của Hà Vico và rất là tự hào về điều đó. Và xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Vâng, và thưa quý vị, thông điệp luôn luôn tận tâm, luôn luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc, vì niềm đam mê của mình thì cuối cùng tất cả chúng ta sẽ đạt được những thành tích như mà chúng ta mong ước. Và một lần nữa cũng xin được chúc mừng chị Nguyễn Diệm Thúy rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta đang thấy được những cái nụ cười hết sức là rạng rỡ đến từ chị Nguyễn Diệm Thúy. Và bên cạnh số tiền thưởng là 2 tỷ 678 triệu đồng thì giám đốc miền Nam của chúng ta còn được nhận một chuyến du lịch 5 sao đến châu Âu. Ngoài ra, cúp, bằng khen, bó hoa và bản thưởng tượng trưng cũng chính là những món quà mà công ty gửi đến chị Nguyễn Diệm Thúy hôm nay. Và bây giờ sẽ là hành động đến từ anh Việt Anh đang mở cho chúng ta thấy được số tiền mà chị Nguyễn Diệm Thúy đã đạt được trong năm 2019, số tiền 2 tỷ 678 triệu đồng. Thưa quý vị, đây là một con số mà rất là nhiều người chúng ta ao ước, chúng ta khát khao có thể đạt được nó. Và chúng tôi hy vọng rằng là gì, trong những năm tiếp theo thì vali tiền này nó sẽ nhiều hơn nữa. Và xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng tay thật nồng nhiệt được không ạ? À?